Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi xin gửi đến quý vị và các bạn cái điều 142 tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Quý vị và các bạn thấy không? Đây là cuốn Bộ luật hình sự năm 2015 có sửa đổi và bổ sung. Nói luật hình sự năm 2015, tuy nhiên là tới ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì cái bộ luật hình sự này nó mới được có hiệu lực, tức là nó được ứng dụng vào trong thực tiễn đời sống xã hội. Thưa quý vị và các bạn, vì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi cũng muốn phân biệt cho quý vị và các bạn thế nào là luật hình sự, thế nào là tố tụng hình sự. Luật hình sự thì nói chung nôm na nó là luật nội dung ghi định những cái tội như là tội trộm cắp tài sản nè, tội giết người, tội trộm cắp, những cái tội và khung hình phạt cũng như những cái phần gì nói về nội dung. Hiểu nôm na nó là như vậy đi. Còn về tố tụng hình sự thì thế nào là bắt khẩn cấp, thế nào là tội phạm, thời hạn điều tra, cũng như những cái quy định về thẩm quyền của điều tra, truy tố, xét xử. Đó là những cái gọi là tố tụng, tức là luật về mặt hình thức. Trở lại vấn đề hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn, thì hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn cái tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, thì hiện tại thì do các em nữ cũng như tất cả mọi người ăn những cái chất và kích thích, cho nên cái độ tuổi nó phát triển về cái hình thể, về cái sự phát triển. Có những em bé nó chỉ khoảng 13-14 tuổi mà trông nó như một thiếu nữ. Tuy nhiên rằng là thêm một vấn đề nữa là mạng xã hội, những cái vấn đề mà gọi là không có bưng bít thông tin á, cho nên dẫn đến những cái hành vi, những cái hình ảnh về cảnh mà hôn nhau hay là gì đó thì nó được thể hiện trên cái màn ảnh, dẫn đến cái sự phát triển rất là nhanh của các bé gái, mà đặc biệt là các bé gái. Tuy nhiên thì các nhà làm luật đã có một cái nghiên cứu rất là kỹ về cái độ tuổi trưởng thành của bé gái, và luật hình sự đã quyết định đối với người dưới 16 tuổi. Thì hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn ba cái thông điệp. Thứ nhất, đó là một cái câu hỏi tư vấn trong cái quá trình mà văn phòng luật sư có được. Cái thứ hai nữa là cái điều luật có liên quan về vấn đề tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Và vấn đề thứ ba là thực tiễn mà văn phòng có được trong quá trình hành nghề. Thưa quý vị và các bạn, thì trở lại vấn đề thứ nhất là cách đây vài ngày thì tôi có một cái khách hàng, họ đến họ bảo rằng là con của họ là mới có 15 tuổi thì bị một cái bạn lớn hơn khoảng 19-20 tuổi gì đó dụ dỗ và dẫn đến cái hành vi gọi là quan hệ ngoài ý muốn, và họ đã bắt con họ về. Tuy nhiên rằng con họ đã chạy theo tiếng gọi của tình yêu và cho đến thời điểm này vẫn chưa có về. Sau khi mà trấn an tinh thần của người đến tư vấn thì tôi cũng đưa ra những cái quy định của pháp luật. Thì hôm nay về cái quy định đối với luật hình sự đối với trong trường hợp này thì như thế nào quý vị và các bạn nhé. Điều 142 tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi: người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân, hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ. Thưa quý vị và các bạn, trong cái trường hợp trên thì tôi cũng đã tư vấn cho cái chị mẹ của cái người đến tư vấn rằng là
em này nó có yêu hay không. Thì bà bảo là có yêu, tuy nhiên rằng là bà bảo là hiện tại là em đã đi ra theo tiếng gọi của tình yêu và kêu thì không về nhà được. Đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải. Thì tôi cho rằng là nó có hai vấn đề phải xảy ra. Nếu em này theo tiếng gọi của tình yêu mà tới thời điểm em đi, cho tới thời điểm em trở lại, thì nó sẽ không có những cái đủ 18 tuổi thì em có thể quyết định được cuộc đời của em. Nếu như trong trường hợp em chưa đủ 16 tuổi, mà luật có quy định một cái câu rất là quan trọng nha quý vị và các bạn, là quan hệ với người đủ 13 tuổi hoặc dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ. Vậy thì trong trường hợp này có một cái sự đồng thuận, thì thưa quý vị và các bạn, tôi cũng đã định hướng cho chị mẹ của em này rằng nếu trong trường hợp là con của chị đồng thuận, không mà theo cái ý chí thì sẽ không vi phạm về tội hình sự, và trong trường hợp này thì chúng ta có quyền bồi thường về trách nhiệm dân sự, hoặc là chúng ta có đơn tố cáo về hành vi hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi. Quý vị và các bạn sẽ hỏi tôi là trong trường hợp này thì luật sư có cái gì mà luật sư sẽ bảo rằng là luật sư có kinh nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi nhớ cách đây khoảng chừng 3 năm, thì lúc đó là luật hình sự năm 1999 có sửa đổi. Thì hai bạn này yêu nhau, cái anh trai thì nhớ là khoảng 25-26, còn cô em gái thì chắc khoảng 14-15 tuổi. Tuy nhiên là cái vẻ bề ngoài cũng rất là phổng phao. Thì sau khi mà hai gia đình biết được cái quan hệ dưới tuổi như vậy, thì người bố của cái anh trai này đã đi đến một cái quyết định là qua nhà gái để mà hỏi thăm những cái thông tin, để giống như là trầu cao giọng hỏi, để mà và xin cái cô con dâu này về nhà. Thưa quý vị và các bạn, vợ chồng trẻ mà cơm không lành, canh không ngọt, cả hai đều lứa tuổi ham chơi hơn là ham làm việc và không có tài chính nữa, thì quý vị và các bạn biết rồi cái điều kiện gì nó sẽ ra. Người mẹ vợ mới đưa cho chàng rể một cái số tiền nhỏ, và mỗi lần đưa như vậy thì yêu cầu chàng rể là gọi là lấy cái lãi suất cho mẹ. Thì mẹ vợ thì chỉ lớn hơn chàng rể khoảng vài tuổi thôi. Thì những lần đầu thì mẹ vợ đưa thì chàng rể đã trả đủ một cái lãi suất gì đó theo cái sự thỏa thuận. Tuy nhiên là sau khoảng một thời gian ngắn thì mẹ vợ đòi lại, thì chàng rể mất luôn cả gốc và lẫn luôn cả lãi. Thì trên cái tinh thần đó thì mẹ vợ mới nói với chàng rể là tại sao mày không trả tiền cho tao? Nếu như mày không trả tiền cho tao thì tao sẽ đi tố cáo mày tại cơ quan là đối với cái hành vi là giao cấu với người dưới 16 tuổi, là giao cấu con tao. Lúc đó thì chàng rể cận giống như trong người nhà rồi, bà thách thì bà cứ đi thưa. Và sự việc thì sau khi tiến hành điều tra, truy tố và xét xử, thì tòa án đã đưa ra một cái phán quyết mức hình phạt là 2 năm tù. Tôi cho rằng mức hình phạt đó là luật sư Thu đã bào chữa một trong một cái tình trạng rất là cố gắng về ý chí tự nguyện của người bị giao cấu, và có một cái sự đồng thuận của cả cái người giao cấu và bị cáo, và thêm nữa họ đã về sống với nhau chung một cái gia đình. Thưa quý vị và các bạn, sẽ không thể khẳng định mà cho rằng là không vi phạm pháp luật. Thông qua cái video này, tôi cũng mong muốn tuyên truyền đến quý anh nam, các bạn trẻ, nếu trong trường hợp các bạn có một cái người bạn, một cái người yêu nào đó, thì quý vị phải thật thận trọng để hỏi: em gái ơi, em đã đủ 16 tuổi chưa? Em gái ơi, chứ đừng nhìn cái hình thức bên ngoài, mà khi yêu rồi chúng ta có những cái nhu cầu mà của một con người đó. Và khi chúng ta đã có những cái quan hệ như vậy vi phạm pháp luật thì điều đó là điều đáng tiếc xảy ra. Một cái bỏ nhỏ
cho các bạn thanh niên, các bạn trẻ hiện tại. Nếu trong trường hợp các bạn trẻ quan hệ với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ thì quý vị sẽ bị vi phạm pháp luật. Và trong cái điều này là điều 142 của tội hiếp dâm, thì người nào dùng vũ lực hoặc đe dọa vùng vũ lực thì cái mức hình phạt từ 7 năm đến 15 năm nha quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái lời từ văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc. Cũng rất là mong quý vị và các bạn có người nhà, người thân có những cái tội nào cụ thể thì hãy mạnh dạn gửi đến đường link hoặc gửi email cho tôi sẽ mã hóa và sẽ tư vấn pháp luật cho các bạn một cách nhanh nhất. Xin trân trọng cảm ơn.